Yo, chúc các bạn quay trở lại với World. Và mình cũng không thể nào tin được rằng video đầu trước mình up lên và nó đã đạt được một con số là 40 view. Và mình kiểu, what the heck các bạn thực sự thích tựa game này hơn Tower Defense Defend à. Và mình cũng không thể nào tin được là rất là nhiều bạn đã bình luận xuống phía dưới video đó rằng là wow, đây là người đầu tiên làm về Friday Night TD trong Việt Nam. Hoặc là anh ơi anh làm thêm video này về Friday Night TD đi. Và mình rất là vui review đó các bạn ha. Vì tại hôm nay mình đã quyết định là mình sẽ ra được video tiếp theo là thứ hai. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ có những gì các bạn ơi. Và sau 47-49 ngày mình cố gắng mình cày trong tựa game Friday Night Today. À không phải là 47-49 ngày đâu mà mình cày mới có 10 trận win thôi các bạn ơi. Và trong 10 trận win đó thì mình có rất là nhiều trận thua các bạn à. Nhưng mà mình cũng không ngần ngại về vấn đề là thua. Mình phải cố gắng ra được video clip cho anh em. Anh em thấy là tôi rất là yêu thương anh em mà đúng không? Và ngoài ra thì nếu các bạn nào muốn mình làm về tựa game này thì đừng quên là để lại cho mình một like ra và đăng ký đi ha. Và ngoài ra nếu mà mình có bất kỳ một con unit nào như là Secret hoặc là Nightmare hoặc là bất kỳ một con nào như là Legendary thì mình sẽ là người gửi tặng cho những bạn nào đã nhấn like, bình luận cái tên của bạn đó ở phía dưới nha. Việt Nam là người nói làm các bạn à. Rồi vì thế mà các bạn đừng quên là hãy làm nè đi nha. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và đập nét nút đăng ký. Bởi vì một nút đăng ký của các bạn sẽ là một phút quân rờ chơi Friday Night GG các bạn à. Mà tự nhiên có thằng cửa này đứng nó chào mình mấy các bạn. Nhưng mà nó có một cái Shadow Garden các bạn à. Rồi và ngày hôm nay thì hiện tại thì mình đã cày lên được khoảng 1860 tiền à. Thì ở 1860 tiền thì chúng ta sẽ có thể random khoảng 10 lần đó, kiểu như là chúng ta sẽ lên random khoảng một lần là 1 triệu hoặc là 10 con. Và mình có thể random được 2 lần, tổng cộng là 20 con. Thì mình thấy được rằng là ở đây nó có một cái con Sirius. Ui, và đập vào mắt mình đó chính là Nightmare với 0.01%. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là một cái con Nightmare và thấy nó rất là ngầu. Wow. Và không biết là cái con này thì nó có cái gì ấn tượng cho các bạn hay không, chứ mình không biết con này là con nào. Theo như mình thấy thì mình chỉ có thể để ý là cái con gấu bông có rất là nhiều răng như thế này, nó khiến cho mình rất là sợ và ám ảnh các bạn à. Rồi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ test thử ha. Và đầu tiên là let's go. Rồi lần này thì không biết là ông tổ độ người game có độ quân R hay không, nhưng mà chúng ta sẽ xem con đầu tiên trước nha. 1, 2, 3 let's go. Vãi nồi, nó ra cho tôi một con gà đục các bạn à. Lần thứ hai, phát súng thứ hai, let's go. Lần này á, nó không cho tôi cầm cái kia nhưng mà nó cho tôi cầm luôn cây khẩu shotgun các bạn. Lần thứ ba, phát súng thứ tư, boom. Phát súng thứ năm, oh, cái này mới gọi là phát súng rồi các bạn. Rồi, phát súng thứ sáu. Game đổ bạn ơi, what the heck man. Are you kidding me bro? Cho tôi một câu nào đó nó xin xịn hơn chút đi bro. Trời đất ơi. Rồi nó không ra cho tôi một con Legendary nào luôn. Thực sự là nó không ra một con Legendary, một là Sirius luôn, một là một con Mythical không ra. Nó ra cho tôi con Uncommon các bạn à. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ không vì điều đó mà chúng ta chung bước các bạn à. Vì thế chúng ta sẽ triệu hồi thêm 10 lần nữa các bạn. Let's go. Rồi, phát súng đầu tiên. Ôi, tôi thấy như vậy là tôi đã bắt đầu tôi hóng rồi đó các bạn. Tại vì đây, đây. Hai lần luôn, let's go. Rồi, lần thứ ba thì con này hơi cùi các bạn. Lần thứ tư, Thor Freddy nè. Ok, bây giờ thì chắc là tổ độ nó hết độ mình rồi các bạn. Mấy ông tổ độ hết độ rồi các bạn ơi. Rồi, thấy không các bạn? Không biết đâu rằng là mình đã triệu hồi được bao nhiêu con đó rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Tôi đau khổ quá các bạn, tôi quá là đau khổ luôn. Thực sự là sau gần 2.000 con không có bất kỳ một con nào xịn để review cho các bạn. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là trong item của mình có rất là nhiều những cái hộp quà. Rồi và đây là một cái được gọi là hộp quà puppet. Thì cái hộp quà này các bạn sẽ có tỷ lệ các bạn mở ra được suy rừng, một trong những cái con bí ẩn có thể được gọi là mạnh nhất trong Friday Night nếu như mà mình là người hơn mở ra được nó nha. Và bây giờ đi, 1, 2, 3 let's go. Wow. Ôi, như cái con này là con yếu nhất hay cùi nhất thì không biết các bạn ơi. Rồi, đây là Uncommon, let's go. Yeah, con này nó
không biết nói gì hết các bạn. Cái con gà bạc thủng này nó cứ ám mình hoài các bạn à, cay vãi. Rồi và có rất là nhiều những cái bình luận và họ nói về là những cái cục này, thì cái cục này các bạn sẽ có thể dùng lên bất kỳ một cái con nào đó để các bạn có thể làm cho nó biến thành, đang là dạng bình thường, nó biến thành shiny. À, ôi nó có thông báo luôn rồi các bạn. Wonder 04 đã nhận được một Secret Puppet từ một cái resin. À, mở ra cái hộp quà đó thì sẽ được một con Secret Puppet các bạn à. Rồi, và đối với cục linh hồn này thì có rất là nhiều cái bình luận. Có vài bạn bảo rằng là ồ, anh có thể dùng cục này để anh đổi con này con kia. Nhưng mà mình cũng không biết là nó đổi ở đâu. Bạn nào mà biết rồi á thì đừng quên là chỉ mình nha. Chứ mình đi kiếm mãi thì mình chỉ biết là ồ, chúng ta sẽ có thể enchant nó các bạn. Đây các bạn thấy không? Mình có thể enchant bằng những cái này. Thì sau khi mà các bạn enchant thì nó sẽ có rất là nhiều những cái dòng lệnh phù phép tăng sát thương, tăng tầm đánh, các kiểu này đều luôn ha. Con này chơi gì đây? Wow, bạn này tặng cho mình một cái con Mythical và một cái con Sirius. Why? What the heck man? Are you kidding me bro? Real không nhờ? Ôi bạn này tặng thật luôn các bạn. Ôi, chết rồi, chết rồi. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn, đó chính là một cái con. Đây là một trong những con Sirius được mang tên là Nightmare Pony. Với số lượng đam của nó rơi tới 2.000 và 4.000 sát thương. Và đồng thời đó thì cái con này là của bạn Long. Bạn Long này đã gửi tặng cho mình cái con này và mình rất là cảm ơn bạn này ha. Rồi và ngoài ra thì con này đã được bạn này phù phép bằng cái linh hồn. Nó đã đạt được sát thương 3 các bạn à. Và nó cộng 30% sát thương thêm. Và cái tầm đánh của nó là rơi vào khoảng 12-15. Và tốc độ đánh là 1.5. Nếu như các bạn up mát thì nó sẽ có thể rơi tới 1.2 các bạn à. À, mình cũng không biết là có phải là 1.2 không hay là nâng lên thì nó lại có một cái khác nữa ha. Rồi, và hiện tại thì mình đang có rất là nhiều những con Sirius này. Và nếu như các bạn nào mà muốn mình review thì đừng quên là bình luận xuống phía bên dưới nha. Và hôm nay thì mình chỉ review qua cái con gấu này thôi các bạn. Mình có tưởng là nếu như mà mình mở hơn thì ok, chúng ta sẽ có những cái con khác để chúng ta review. Nhưng mà không, rất là xui các bạn ơi, xui vãi rồi luôn. Chứ bây giờ thấy tôi xui vãi. Ok ha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ trang bị con này và mình sẽ bắt đầu nha. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu các bạn yêu thích tựa game này hoặc là muốn mình quay thêm về tựa game này thì đừng quên là bình luận xuống phía bên dưới như cái video đợt trước. Đó, mình thấy rất là nhiều bạn đã ủng hộ cho mình luôn. Còn bây giờ thì let's go. Let's go. Và theo như mình đánh giá rằng là cái tựa game này nó thực sự rất khó các bạn. Tại vì nếu như mà các bạn chơi chế độ easy mà các bạn chơi một mình thì nó thì các bạn không có bất kỳ một con nào mà nó mạnh, nó xịn, nó đép đầu được thì coi như các bạn thua. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chơi thử nha. Hiện tại là mình đã đi được tới cái vòng chapter 2 và đêm đầu tiên rồi các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đánh ở chế độ easy cho các bạn xem thử với cả đống con unit của mình thì nó có thể chiến thắng được hay không ha. Rồi, thật sự rất là khó luôn ha. Yeah. Và vừa mới vào thì mình đã có được 1.000 năm tiền. Vậy thì mình cũng đang suy nghĩ là về vấn đề để mình sẽ đặt con này ở đây nha các bạn ơi, cho nó đánh nó lấy tiền các bạn ơi. Đây. Boom. Yeah, let's go. Rồi mình đã đặt thành được một con rồi. Và cái con này của mình thì nó sẽ là ơi chết rồi các bạn, lọt rồi các bạn thấy không? Thực sự ra là nếu như mà các bạn không biết cách để các bạn có thể chơi thì rất khó để thắng ha. Cái đó là điều hiển nhiên luôn á các bạn. Tại vì mấy con này nó rất là mạnh. Đó, các bạn thấy là máu rồi các kiểu của nó, trời ơi, rất là đáng gờm luôn. Và ngoài ra nó còn có cái tốc độ di chuyển khá là căng. Rồi, và mình đã có cầm thêm mấy cái máy này. Thì thường thường các bạn có thể để ý là đây là một trong những cái con, thay vì trong Toilet Tower Defense á, nó là Santa TV Man. Không phải là Santa ha các bạn ơi, đó là một chỗ để các bạn có thể farm tiền. À, chết rồi, mình lọt rồi. Oh shit. Yeah. Và sau một lần mà mình đã solo thử và đi một mình với cái chế độ chapter 2 này, mình không thể nào giành chiến thắng được các bạn. Bởi vì các bạn phải có bất kỳ một con unit nào mà các bạn có thể đép đầu. Nhưng mình thì không, mình không có bất kỳ một con unit nào đép đầu. Vì thế mà mình sẽ chơi chapter 1 với Night 6 nha các bạn ơi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chơi chế độ easy nha. Mình phải nói với các bạn rằng là đây là một cái tựa game mà có thể đánh giá là khó hơn Toilet Tower Defense vạn lần luôn các bạn. Nó thực sự mấy con quái trong đây rất mạnh các bạn, không thể nào đánh nổi. Trời ơi, cay vãi luôn. Rồi, và bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ đặt mấy cái máy farm ra trước nha. À, đây là những cái máy farm tiền, các bạn có thể tăng tiền từ 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 từ. Đây là một trong những cái máy mà chúng ta rất là cần để chúng ta có thể xây ra cái con Sirius nha các bạn ơi. Rồi, và bước đầu tiên thì theo như mình đánh giá là mình sẽ tích tiền để mình có thể đạt được. Mình đặt cái con này Nightmare Chica ra các bạn ơi. Đây, mình sẽ đặt ở đây ha. Thì theo như các bạn đã biết rằng là nó sẽ có giới hạn lượt đặt các bạn, chứ không phải là các bạn muốn đặt được bao nhiêu là các bạn đặt ra, không phải vậy ha. Nó thật sự nó rất là khó khăn đó các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ hả. Ui, mình sợ lọt con này quá. Bỏ rồi, let's go. Ui,
Baby. Khó lắm các bạn, thực sự rất là khó luôn ha. Bạn nào mà bảo rằng là trời ơi cái game này nó dễ quá, quá dễ thì các bạn vào chơi thử là các bạn sẽ biết ha. Thực sự khó vãi biếp luôn. Trời đất ơi. Rồi, thì nói chung là cho dù mà nó khó cỡ nào thì Quân Rò cũng sẽ cố gắng làm những cái video thực sự rất là chất lượng dành cho những bạn nào mà yêu thích mình nha. Rồi ok, mình mong là mình sẽ có khoảng 4.000 tiền để mình có thể đặt ra cái con này để nó đẹp các bạn ơi. 4.000 tiền thôi, mình sẽ đặt ở đây. Ok, mình đặt ở đây cho nó uống ha bạn ơi. Let's go. Rồi, cho chung là mình đã lọt thêm một con nữa, nhưng mà chúng ta đã đặt ra được cái con 4.000 tiền đó, chúng ta đã rất là an tâm rồi ha. Rồi, 30 máu các bạn. Bỏ rồi, let's go. Rồi bây giờ thì mình sẽ up cái con này lên nè. Mình mong là cái con Namechika này của mình vẫn là một trong những cái con mà đẹp khỏe nhất các bạn. Tại vì hiện tại nó đang là một cái chủ lực nha các bạn ơi. Mình sẽ đặt thêm một con ở đây à, để cho nó gánh nè. Rồi, vậy là chúng ta đã đẹp rồi ha. Và cái máy farm tiền này thì các bạn sẽ đặt được khoảng 3 con ha, 3 máy thôi ha, 3 máy nha. Thì cái máy farm tiền này để làm gì các bạn? Để cho các bạn sẽ tích được một cái lượng tiền trông rất là to các bạn thấy không? Đó, nó cộng cho mình rất là nhiều tiền luôn. Và mình sẽ dùng số tiền đó để mình có thể nâng cấp mấy con này lên để mình đép ha. Và theo như mình đi tìm hiểu về một cái nguồn thông tin của cái tựa game Friday 3D này, thì theo như các bạn đã biết rằng là cái số tiền mà các bạn nhận được ở trên đây nè, nó sẽ rơi vào cái lượng máu của những con quái nó mất. Ví dụ như mình sẽ giải thích nha. Ví dụ như cái con, một cái con boss đó nó có 100.000 máu đi, nhưng mà những cái con này của bạn á bắn mà cái con boss đó bị tuột máu là 10.000 máu, thì cái số tiền nó sẽ cộng vào 10.000 máu nha. Đó, đó là một trong những game mà mình rất là hay. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp qua thử con gì các bạn. Đây, Nightmare Pony, let's go. Rồi, con này thì mình thấy là cái tầm đánh nó khá là thấp, cho nên mình sẽ đặt ở đây ha. Wow, ui, wow, tính ra nó đánh nhanh phết các bạn. Rồi, 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 mình đã lựa chọn đúng cái con Nightmare để mình chơi rồi. Và mình sẽ cố gắng để mình up mát nó trong vòng mười mấy quay này nha các bạn ơi. Nhưng mà điều đầu tiên mà mình cần làm đó chính là nâng những cái máy farm tiền này lên trước cái đã. Rồi, thì đây là cái hình dạng của con Nightmare Pony nha các bạn ơi. Nhìn nó ghê vãi đạn luôn các bạn ơi. Đúng là những cái tựa game mà họ làm theo một cái mình nhớ không nhầm là cái tựa game này nó nằm ở trên Steam các bạn. Đó, bạn nào mà về biết cái về Friday Attack đi á, các bạn sẽ biết được cái con này ha. À, cầm một cái lưỡi liềm chém, mà tính ra là mình thấy là rằng là cái lượng đam của nó rất là to ha. Và các bạn up lên á thì nó sẽ lên được khoảng 3.200 đam, và tầm đánh của nó sẽ tăng được 13, và tốc độ đánh của nó sẽ giảm đi là 0.1. Thì các bạn thấy rằng là 0.1 nó rất là ít đúng không? Nhưng mà các bạn lại sai lầm rồi. Đó, ví dụ như giảm 0.1 nó sẽ là một cả vấn đề đó các bạn à. Đó, rồi. Nhưng mà rất là tiếc là cái con Nightmare Pony này các bạn, nó không có đánh lan các bạn ơi. Nó là sát thương mục tiêu đơn, nhưng mà bù lại là cái sát thương nó rất là to. Rồi, mình đã nâng mát rồi và nó đã lên được 5.200 sát thương. Wow. What the heck man? Ôi đùa à. Tính ra là một trong những cái con Nightmare mạnh nhất mà theo như mình từng biết là Nightmare Pony các bạn à. Wait. Bây giờ nếu như mà mình đặt khoảng 5 con Nightmare Pony và nó thủ ở đây thì thôi, vậy thì con nào nó có thể qua được cái chỗ này các bạn thấy không? Tại vì hồi nãy là mình chơi ở cái map chapter 2, map này đầu tiên nó rất là khó. Mà các bạn muốn chơi những cái map đó thì các bạn sẽ cần phải có một cái con thủ đầu tiên. Mà các bạn không có những con đép đầu là chắc chắn các bạn sẽ thua liền. Rồi, và chúng ta sẽ đến với boss của Night Xấu các bạn ơi. Let's go. Đâu rồi, xuất hiện đi. Ôi. What the heck các bạn ơi, các bạn nghe cái tiếng nó ghê không các bạn ơi. Và đây là một con boss có tên là Vengeful Full Gold Freddy, với 3 đầu và 6 cánh tay. Đó, và các bạn nghĩ xem rằng là với vậy, bây giờ là để mình test thử nha. Hiện tại mình đang test sức mạnh của những cái con Nightmare Pony. Mình sẽ bán tất cả những con này luôn, và mình sẽ test qua sức mạnh của Nightmare Pony thôi các bạn ơi. Đó, như vậy thì mới biết được sức mạnh ha. Rồi, và giữa một con gấu chó 3 đầu với một con chó 3 đầu này của mình thì nó có thể vượt qua được cái vòng thử thách này hay không thì chúng ta sẽ xem tiếp ha. Thì đây là lần đầu tiên mình có thể trải nghiệm một con này. Bạn kia vừa mới gửi mình luôn các bạn. Rất là cảm ơn bạn Long nha. Rồi, 20.000 máu với 3 con Bonnie gần như là max level như thế này thì mày có thể chống chịu được sức mạnh của bọn tao không? Sức mạnh tuyệt đối các bạn à. Này các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn nè. Sắp rồi. Thank you.
What the heck man? Vãi đời thiệt. Một con thôi là cũng đã đủ win rồi. Tại vì một con nó có sát thương tận 6.000 sát thương các bạn. Mà con boss nó có 20.000 máu à. Cái con này nó sẽ đấm được 3 lần là coi như mấy anh kia nó cút hết luôn. Rồi vậy tại thì mình còn khoảng 3 con Surat nữa mà mình chưa review. Và mình sẽ cố gắng để mình review và mình sẽ cố gắng để mình kiếm cho các bạn. Đó chính là con Nightmare này trên đây nè các bạn ơi. Nightmarion nè. Đó. What the heck man. Đây các bạn thấy không, mình sẽ cố gắng để mình kiếm cái con này ha. Và nếu như các bạn yêu thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì chúc bạn xem video này một ngày top lên. Bye bye.